chạy hết hồn chưa. Phải nói là mùa nước nổi này câu cá nhiều khi đụng Hugo các bạn ơi. Có cái chỗ nhìn cũng đẹp ghê các bạn mà câu không có. Cái lỗ này móc tạm thời nè, biết có ăn không. Lỗ này móc cũng không kỹ nữa các bạn. Lỗ này có lẽ là khó thấy nha. Có, thấy nó chạy vô nha. Đây là cá lứa. Nó bỏ xuống nó làm liền cho coi nè. Có, trời ơi. Chứ đã quá đã. Kênh YouTube của chú là gì chứ? Chưa chắc TV. Đầu chờ xíu ơi, tao câu cá tao cho nè. Lấy không? Đây tao bỏ xuống tao giật cho coi nè. Nó táp thì giật lẹ xíu. Dướng gì rồi, dướng là không có được. Mới xuống là phải cầm cái cần cho chắc nè. Xuống là nó hút liền. Đó, thấy không? Thấy chưa? Ui. Thấy nó trèo lên không? Rồi. Đây, trúng lỗ rồi. Trúng cái lỗ rồi các bạn ơi. Không thấy cái, chưa thấy cá lớn. Đó, nút rồi đó. Bự. Ồ, đã không? Mập ú luôn nha. Đã chưa? Câu cá này thì đừng có giờ sợ nó xảy á. Mình sợ, càng sợ nó càng xảy. Đó, mập ú luôn. Con này là bỏ vỏ. Ở lỗ này nhiều lắm á các bạn. Nhưng mà mình phải hai phiên. Câu thêm con nữa rồi mình di chuyển. Đó, con này chắc to hơn nè. Đó, đúng không? Con này to hơn nữa nè. Con cá nó lớn, nó chậm ăn. Đây, con nữa nè. Đẹp hết bài luôn. Cái lỗ này còn nữa đó, nhưng mà mình phải di chuyển đổi lỗ mới các bạn. Mình xả miếng cám nha. Đó. Đây có mấy chỗ khó đi nên mà mình phải di chuyển là ngay lỗ luôn các bạn. Con này nó bỏ xuống rồi chắc mơ nó hốc luôn quá. Thấy nó bay máy rồi nè. Lỗ kia nó không có các bạn, quay lại lỗ cũ.
táp rồi đó. Tiếp các bạn ơi. Ồ, quá chừng luôn. Rồi. Trời ơi, dở quá. Cá mình ăn mình để lâu quá nó vô bụi cái là vướng liền rồi các bạn. Nên mình cần nhóng xong mình giật lẹ mới chính xác được. Đó, đó, cho thà mình giật vậy đó các bạn. Rồi mình giật mà chậm quá là nó vướng trà. Đó. Đó, đó, rồi vướng nữa rồi. Thấy ghê không? Giờ nó ăn lại nè. Chỗ này nhiều lắm. Dính luôn rồi. Bạn thấy không? Giật hụt nó là bỏ xuống nó ăn lại liền. Cá mà nó vô ổ rồi, nó dành ăn dữ lắm các bạn. Lỗ này lớn nhỏ có đủ luôn rồi. Đó, bỏ xuống là nó ăn liền các bạn thấy không? Cá lớn thì dễ dính lắm. Thấy con cá là thấy mê liền. Đó, đẹp cực kỳ. Đó, bự đó, cá bự đó. Ăn rồi đó các bạn. Rồi, đổi kiểu câu nha các bạn. Quá chừng như đây nè. Trời ơi. Mày thấy không? Nó là một ót hay ghê lắm. Còn ngồi luôn. Nó nhỏ quá. Ồ, cá bự, cá bự. Ồ, nó lên luôn các bạn ơi. Ồ, thấy cá bự mà thấy cá nhỏ nè. Cho nó miếng cám nữa. Cho nó xuống đều đều quá các bạn. Xuống đều đều cá giữ chân mấy con cá lại. Đó, các bạn thấy mấy cái cám mà nó rớt vô mấy cái lá cây không? Mình dính cá cái nó giải cái nó rớt xuống nó ăn tiếp nên nó không có nhát nha. Đó. Đó, đó rồi, rồi bay luôn, giật bay luôn các bạn ơi. Vô à. Trúng nguyên ổ luôn rồi. Ô, bự. Ôi. Xuống. Xuống các bạn ơi. Ủa con cá. Bạn thấy chưa? Con cá này nó quá khủng luôn.
siêu khủng luôn. Cá này siêu khủng luôn các bạn ơi. Rồi các bạn thấy nè, con cá này siêu khủng luôn chứ không phải là nó là dạng bình thường nữa. À, thấy chưa? Để mình làm cái hình nền cho đẹp mắt nha. Cá này cầm muốn không nổi luôn á. Đó, 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 các bạn thấy không? Wow, câu ui. Siêu khủng. Ồ, con cá này không có tả được các bạn ơi. Ôi. Con cá này muốn nắm hoài luôn. Muốn nắm hoài luôn rồi các bạn. Ồ. Cực kỳ sung vui lắm các bạn ơi, con cá này lên vui lắm. Bạn có thấy vui thấy thú vị nhớ tặng cho mình một like nha, để có động lực nha các bạn. Quay luôn là đăng luôn hả? À, quay đăng lên YouTube đó anh. Đó, cá này nó nhỏ. Nói chung mà cá giờ nó nhát rồi các bạn ơi. Cái lỗ này hình như cũng đứng rồi. Đây, một lỗ này mình câu mười mấy con đó. Có một con này là coi như là ok rồi. Còn mấy con nhỏ nhỏ này mình cũng thả xuống rồi các bạn. Để cho nó lớn lên sau này có câu tiếp. Thả chừa lại mấy con thôi. Đó. Thả 4 con. Đó, 5 con. 6 con. Cá. Mình chọn 4 con thôi, mình thả hết 6-7 con gì đó. Đó, 4 con này là đặc chuẩn nha. 3 ngón tay. Thôi mình xin kết thúc clip các bạn ơi. Cũng câu một lỗ mà mười mấy con các bạn. Mình đăng cái clip gửi đến các bạn xem. Chúc các bạn xem clip thư giãn nha. Nếu có thấy vui, thấy thú vị nhớ tặng cho mình một like nha các bạn. Rồi, xin chào. Bye bye.